Chào cả nhà, em lại tiếp tục giới thiệu cả nhà tiếp một con lọc Daikin mặt nguyệt cực đẹp nhé. Một con mã số 5 này. Em cứ dọn hàng máy đến đâu mà lên đẹp là quay phục vụ các bác luôn. Giá thì cũng báo luôn, vẫn bán là 3,3 triệu như thường lệ. Một con Daikin mã số 5 mặt nguyệt còn rất mới luôn. Chiếc này thì được sản xuất năm 2015. Đối với bên em bán thì 14 hay 15 thì em cứ mặc kệ nhé. Vì cứ bán quan trọng nhất là cái con máy đẹp thôi. Nhưng còn đời cao đời thấp thì những cái nó xây nhau một năm thì không tính làm gì các bạn. Đấy, con này đời 2015 nhé, rất là đẹp này. Đấy, các bác quay các bác xem hình thức nhé. Các chức năng ok ngon lành hết. Riêng về Daikin mặt nguyệt này thì nó nổi tiếng về cái độ vip đẹp rồi. Quá mới luôn. Nội thất mở cho các bác xem nội thất. Ngoại thất, nội thất cực đẹp luôn. Mặt trước rất là đẹp. Vỏ nguyên bản các bác nhé. Vỏ nguyên bản đấy, còn rất mới. Nội thất thì khỏi phải nghĩ luôn. Cực sạch này. Đối với các cái dòng Daikin này, tại sao bán chạy các bác? Vì nó có hai cục lọc tĩnh điện này. Mà các cái model đời mới bây giờ nhé, còn không có luôn. Đấy, cho nên là các bác nào kinh tế vừa phải tầm trung thì mình cứ mua model này vừa đẹp vừa bền. Chả có gì để hỏng, siêu bền lành luôn. Đấy, thì mới như mới tinh. Màng HEPA thay mới nhé. Đấy, tất cả các cái màng HEPA mà em cảm thấy nó đạt tiêu chuẩn, không còn đủ 70% tiêu chuẩn em đều thay. Đấy, còn bác nào thích zin thì có zin, mà thích thay thì có thay. Màng tàu ẩm zin như mới luôn nhé. Đẹp. Đời 2015. Xử lý máy 2346 ACK70 75W, dùng cho khoảng 50m2, 55m2 đổ lại. Đấy. Nói chung là miễn bàn về những cái con máy này rồi, quá đẹp rồi. Đấy, các bác có nhu cầu thì các bác ủng hộ bên em nhá. Rất mong là khi mà các bác xem clip thì bác nào chưa đăng ký kênh thì các bác ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh YouTube của em. Hàng thì có sao báo vậy, không mua ly phê, không gian dối. Các bạn, bên em bán quan điểm là như vậy. Bán thì mình cứ thật mình nói thôi, có thế nào thì mình nói vậy. Cũng không có vì một vài cái lợi nhuận vài trăm nghìn để mà đánh đổi uy tín đâu. Các bác mua hàng của em nhiều rồi, các bác biết. Chào các bác nhé.